Em ở chỗ Bãi Cay nhà to chị Minh. Hầm nhà to ha. Gương. Gương ở nó đang đi về phía tường á chị Minh. Tạo gương vô ai vậy? Mười lăm sợ. Sao nó cứ bị lát lát vậy trời? Má thì mẹ đang sợ đi qua cổng nè. Má. Đấy, rồi. Sứ. Skin đẹp cho cố vô. Trời. Rồi. Gương te le. Má có ba học nhẹ không chịu đi cai. Má nó đi bằng đường này. Nó đi tới kìa. Đi qua này chị, đi qua này chị. Nó hơi hơi lát lát xíu. Trời, bắt đầu em lát lát từ nãy đến giờ rồi. Tạo gương quanh nhỏ kia. Cứu em. Rồi. À! Trời má cái gương đúng bực luôn. Wow thiệt chứ. Bà mù bả đi cứu đi trời. Bà mù đi cứu coi. Mù nó đứng gần đó sao không cứu đi má, cứu đi. Cứu. Nó đi đâu vậy? Nó cứu nè. Nó có khủng không? Nó nè, đang tới nè. Má nó quạo dữ, nó tốc biến luôn. Ừ. Bả đâu vậy? Ờ. Ok, tới nhà nhỏ đi. Ủa nó tới kìa, nó tới kìa.
Ủa cái máy hả? Sắp ram đâu rồi hả? Sắp rồi, trời ơi, 7 mấy, 8 mấy rồi. Tụi tôi đang hiêu nhau. Ủa? Ủa cái máy khác hết ram rồi sao ta? Máy khác ram rồi. Ram rồi, ram rồi. Nổ đi. Nó đang đi về cổng nhà nhỏ. Ừ, đang đi về cổng út. Thôi đi đi. Đi 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 đi. Rồi hay quá. Đầu hàng xin cảm ơn. Trời ơi nó lát quá, đi thôi bà con ơi.